Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt giữa hai loại thắt lưng Hermes hàng chính hãng và thắt lưng Hermes Superfake. Trên màn hình các bạn nhìn thấy là hai hộp thắt lưng Hermes đập hộp giống hệt nhau. Có chăng là chiếc hộp bên phải thì có logo Hermes đậm hơn. Sau đây mình xin phép được mở hai chiếc hộp này. Thắt lưng Hermes được cấu thành bởi hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là dây lưng. Bộ phận thứ hai là mặt khóa. Vậy làm thế nào để phân biệt được hàng chính hãng và hàng Superfake? Mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Các bạn có thể phân biệt hai loại thắt lưng này qua một số đặc điểm như sau. Các bạn thấy rằng đây là hai hộp thắt lưng phụ kiện đầy đủ, có hóa đơn, tem cạc như nhau, được làm giống hệt nhau 100%. Thứ hai là mặt khóa của thắt lưng Hermes hàng chính hãng được khắc tinh xảo, rõ nét, được đúc bằng kim loại nguyên khối. Mình có thể cho các bạn thấy rằng cái mặt khóa này nó rất là nuột nà, trông rất là khôn, sắc nét. Mình xin phép mở tiếp phần mặt khóa của thắt lưng Hermes Superfake. Có thể nói là hàng Superfake được làm 19-10 y chang. Nếu bạn nào chưa sử dụng hàng chính hãng thì rất khó phân biệt. Tuy nhiên, mình xin phép bật mí. Các bạn có thể rằng tuy có thể giống nhau, nhưng hàng chính hãng mặt khóa có vẻ cong hơn, chữ khắc rõ nét hơn, kích thước y chang nhau. Như vậy là hàng fake và hàng chính hãng làm rất khó phân biệt. Thứ hai là về phần dây của thắt lưng Hermes hàng xịn thì được làm bằng da đà điểu. Mặt bên trong được làm bằng da dê bóng. Da đà điểu có chất lượng không đồng nhất. Tuy nhiên, đây là chiếc thắt lưng được chọn từ những miếng da tốt nhất thuộc da lâu đời, cho nó nên nó rất bền màu, lâu phai, càng dùng nó sẽ càng mềm, càng bền. Còn loại Superfake thì sao? Cũng được làm bằng da đà điểu. Tuy nhiên, da được chế tác không tinh xảo bằng, do được sản xuất dây chuyền và được sản xuất đại trà với số lượng nhiều hơn để bán. Thắt lưng chính hãng Hermes có bản chuẩn là 32mm. Chiều dài dây thì được thiết kế và bán cho từng đối tượng khách hàng, vì vậy là kích thước rất là chuẩn. Kích thước được tính từ đầu khóa cho đến cái lỗ giữa của thắt lưng. Mặt hình logo Hermes được dập nổi rất là chuẩn, sắc nét. Còn thắt lưng Hermes Superfake thì được bán đại trà, cho nên là có thêm bản 40, bản 38, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng. Đường chỉ logo của hàng chính hãng bao giờ cũng đẹp hơn, sắc nét hơn một chút so với hàng Superfake. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua thì ta có thể thấy là dường như hàng Superfake có độ màu sắc, độ bóng có vẻ như còn đẹp hơn là hàng chuẩn. Sự khác nhau cơ bản nữa là ở phụ kiện, tức là bộ tem cạc hóa đơn của hàng chính hãng bao giờ cũng có đầy đủ hóa đơn, tem cạc và đặc biệt là thẻ bảo hành của hãng Hermes. Thẻ bảo hành này
thì được bảo hành trên toàn thế giới ở các store của Hermès. Còn hàng Suvex cũng làm giả y chang, tuy nhiên giá trị bảo hành là không có. Và một điều cuối cùng mình xin phép được bật mí với các bạn, và không phải bật mí mà ai cũng trong các bạn cũng biết, đó là giá trị của chiếc thắt lưng hàng chính hãng là rất cao, bao giờ nó cũng có giá ngàn đô. Còn hàng Suvex thì sao, giá nó chỉ bằng 1/10 so với hàng chính hãng. Chính vì vậy, nếu các bạn bỏ tiền ra mua hàng chính hãng thì tôi khuyên bạn nên vào các store của Hermes để được tư vấn và chọn lựa chuẩn xác, đáng với đồng tiền bát gạo mà bạn bỏ ra. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt giữa hai loại thắt lưng Hermes hàng chính hãng và thắt lưng Hermes Suvex. Trên màn hình các bạn nhìn thấy là hai hộp thắt lưng Hermes đập hộp giống hệt nhau, có chăng là chiếc hộp bên phải thì có logo Hermes đậm hơn. Sau đây mình xin phép được mở hai chiếc hộp này. Thắt lưng Hermes được cấu thành bởi hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là dây lưng. Bộ phận thứ hai là mặt khóa. Vậy làm thế nào để phân biệt được hàng chính hãng và hàng Superfake? Mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Các bạn có thể phân biệt hai loại thắt lưng này qua một số đặc điểm như sau. Các bạn thấy rằng đây là hai hộp thắt lưng phụ kiện đầy đủ, có hóa đơn, tem cạc như nhau, được làm giống hệt nhau 100%. Thứ hai là mặt khóa của thắt lưng Hermes hàng chính hãng được khắc tinh xảo, rõ nét, được đúc bằng kim loại nguyên khối. Mình có thể cho các bạn thấy rằng cái mặt khóa này nó rất là nuột nà, trông rất là khôn, sắc nét. Mình xin phép mở tiếp phần mặt khóa của thắt lưng Hermes Suvex. Có thể nói là hàng Suvex được làm 19/10 y chang. Nếu bạn nào chưa sử dụng hàng chính hãng thì rất khó phân biệt. Tuy nhiên, mình xin phép bật mí. Các bạn có thể rằng tuy có thể giống nhau nhưng hàng chính hãng mặt khóa có vẻ cong hơn, chữ khắc rõ nét hơn, kích thước y chang nhau. Như vậy là hàng fake và hàng chính hãng làm rất khó phân biệt. Thứ hai là về phần dây của thắt lưng Hermes hàng xịn thì được làm bằng da đà điểu. Mặt bên trong được làm bằng da dê bóng. Da đà điểu có chất lượng không đồng nhất. Tuy nhiên, đây là chiếc thắt lưng được chọn từ những miếng da tốt nhất thuộc da lâu đời, cho nó nên nó rất bền màu, lâu phai, càng dùng nó sẽ càng mềm, càng bền. Còn loại Superfake thì sao? Cũng được làm bằng da đà điểu. Tuy nhiên, da được chế tác không tinh xảo bằng, do được sản xuất dây chuyền và được sản xuất đại trà với số lượng nhiều hơn để bán. Thắt lưng chính hãng Hermes có bản chuẩn là 32 mm. Chiều dài dây thì được thiết kế và bán cho từng đối tượng khách hàng, vì vậy là kích thước rất là chuẩn. Kích thước được tính từ đầu khóa cho đến cái lỗ giữa của thắt lưng. Hình logo Hermes được dập nổi rất là chuẩn, sắc nét. Còn thắt lưng Hermes Suvex thì được bán đại trà, cho nên là
có thêm bản 40, bản 38 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng. Đường chỉ logo của hàng chính hãng bao giờ cũng đẹp hơn, sắc nét hơn một chút so với hàng Superfake. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua thì ta có thể thấy là dường như hàng Superfake có độ màu sắc, độ bóng có vẻ như còn đẹp hơn là hàng chuẩn. Sự khác nhau cơ bản nữa là ở phụ kiện, tức là bộ tem card hóa đơn của hàng chính hãng bao giờ cũng có đầy đủ hóa đơn, tem card và đặc biệt là thẻ bảo hành của hãng Hermes. Thẻ bảo hành này thì được bảo hành trên toàn thế giới ở các store của Hermes. Còn hàng Superfake cũng làm giả y chang, tuy nhiên giá trị bảo hành là không có. Và một điều cuối cùng mình xin phép được bật mí với các bạn, và không phải bật mí mà ai cũng trong các bạn cũng biết, đó là giá trị của chiếc thắt lưng hàng chính hãng là rất cao, bao giờ nó cũng có giá 1.000 đô. Còn hàng Superfake thì sao, giá nó chỉ bằng 1/10 so với hàng chính hãng. Chính vì vậy, nếu các bạn bỏ tiền ra mua hàng chính hãng thì tôi khuyên bạn nên vào các store của Hermes để được tư vấn và chọn lựa chuẩn xác, đáng với đồng tiền bát gạo mà bạn bỏ ra. Chúc các bạn thành công.